Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giê-ri-cô cùng với các môn đệ và một đám đông. Thì con ông Ti-mê tên là Bạc-ti-mê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Na-gia-rét, liền kêu lên rằng: Hỡi ông Giêsu con vua Đa-vít, xin thương xót tôi. Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: Hỡi con vua Đa-vít, xin thương xót tôi. Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: Hãy vững tâm đứng dậy, người gọi anh. Anh ta liền áo choàng đứng dậy đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: Anh muốn ta làm gì cho anh? Người mù thưa: Lại thầy, xin cho tôi được thấy. Chúa Giêsu đáp: Được, đức tin của anh đã chữa anh. Tức thì anh ta thấy được và đi theo người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, phúc âm mà chúng ta vừa nghe đọc trong thánh lễ Chúa Nhật này thật là ngắn gọn. Nhưng trong sự ngắn gọn của nó cũng gây xúc động rất nhiều cho chúng ta về cái cách mà anh mù Bạc-ti-mê đến với Chúa Giêsu và anh ta bị đám đông cản trở như thế nào, cũng như việc Chúa Giêsu đã chữa lành cho anh ta. Anh mù Bạc-ti-mê và đám đông, một cách giản dị và chính xác, câu chuyện của Thánh Marco thể hiện rất tốt cách tiếp cận của con ông Ti-mê, anh Bạc-ti-mê. Anh Bạc-ti-mê là một người mù đang ngồi ăn xin, đang ngồi ăn xin ở bên con đường dẫn đến từ Jerusalem đến Jericho. Anh ngồi đó, nhưng khi nghe tin Chúa Giêsu đang đi ngang qua để đi lên Jerusalem, thì có một điều gì đó bừng lên trong anh, một niềm hy vọng. Anh tin tưởng rằng Chúa Giêsu có thể phục hồi thị giác cho anh. Thì ngay lập tức anh ta bắt đầu kêu lên: Hỡi ông Giêsu con vua Đa-vít, xin thương xót tôi. Nhưng cái đám đông cùng đi với Chúa Giêsu và các môn đệ của Chúa Giêsu tìm cách ngăn chặn lời kêu cứu của anh ta. Mọi người phần đông đang cố gắng bịt miệng anh ta lại. Họ không muốn anh ta làm phiền Chúa Giêsu. Và anh ta càng kêu to: Hỡi con vua Đa-vít, xin thương xót tôi. Nhưng mà sau đó cũng có một số người thay đổi ý định
và thậm chí họ động viên anh ta hãy vững tâm đứng dậy. Ông Giê-xu, thầy Giê-xu gọi anh đó, và ngay lập tức anh mù Bạc-ti-mê liền áo choàng đứng dậy, chạy đến Chúa Giê-xu và lặp lại lời yêu cầu được chữa lành cho mình. Lạy thầy, xin cho tôi được thấy. Ngoài cái việc yêu cầu được chữa lành, còn có một cái sự kiện đáng quan tâm nữa, đó là cái sự tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa và kết quả niềm tin nơi anh mù Bạc-ti-mê này rất đáng khích lệ. Được, hãy đi, đức tin của anh đã chữa anh. Tức thì anh mù Bạc-ti-mê thấy được và đi theo Chúa Giê-xu. Sự chú ý của Chúa Giê-xu đối với anh mù này dần dần thay đổi trái tim của những người đồng hành với Chúa Giê-xu. Đây cũng là lý do tại sao mà chúng ta dám nói rằng cái đám đông này cũng mù trong cảm giác và trong cái trái tim của họ. Nhưng mà giờ đây họ đã bắt đầu mở rộng tâm hồn nhờ sự kiện của người mù, và đặc biệt là mở rộng tâm hồn nhờ cái thái độ và uy quyền của Chúa Giê-xu. Thái độ của Chúa Giê-xu như thế nào? Chúng ta xem xét cái sự kiện Chúa Giê-xu chữa lành anh mù Bạc-ti-mê này theo hai cách. Đầu tiên, chúng ta đặt mình vào vị trí của anh mù ăn xin này, và sau đó chúng ta đặt mình vào vị trí của đám đông. Và trong cả hai trường hợp thì chúng ta sẽ suy nghĩ về cái thái độ của Chúa Giê-xu như thế nào. Đặt vào vị trí của anh mù thì cả chúng ta lẫn anh mù đều cần được ánh sáng, cần thấy đường. Anh mù này bị mù thể lý, rồi còn chúng ta xét về phương diện tâm linh thì biết bao nhiêu lần ở trong cuộc đời của chúng ta mù quáng trước nhiều vấn đề của cuộc sống. Chúng ta không biết phải làm gì, chúng ta không biết cái điều đó là gì. Chúng ta cần có sự khôn ngoan để soi sáng, để phân biệt tốt và xấu. Chúng ta cần những người cố vấn giỏi. Nhưng trên tất cả thì chúng ta cần có đức tin và sự tin tưởng vào Chúa và kêu lên với người: chúng ta hãy đứng dậy, đi về phía Chúa Giê-xu để nói với Chúa Giê-xu từ tận đáy lòng, với tất cả sức mạnh đức tin của chúng ta: lạy thầy, xin cho con được sáng. Và cũng biết bao nhiêu lần chúng ta bị mù bởi tội lỗi của chúng ta, bởi những đam mê ngổn ngang ở trong lòng của chúng ta, bởi sự phụ thuộc của chúng ta quá mức vào vật chất. Do đó chúng ta cũng cần một người chữa lành. Người đó có khả năng để giải thoát chúng ta khỏi mọi sự trói buộc này. Người đó chính là Chúa Giê-xu. Giống như anh mù ngồi ăn xin bên vệ đường, chúng ta cũng có thể bị một số người coi khinh, bị từ chối, bị coi như là vô giá trị, bị loại ra ngoài xã hội. Cho nên cuộc sống đôi khi thật khó khăn, và chúng ta phải biết với niềm tin chắc chắn tuyệt đối, biết điều gì đứng về phương diện anh mù bị từ chối, bị coi khinh, thì chúng ta biết rằng Chúa sẽ không bao giờ từ chối chúng ta. Chúng ta biết rằng
Chúa sẽ không bỏ mặc chúng ta bên lề mà kêu gào với người. Chúa sẽ gọi chúng ta đến và đáp trả những cái lời kêu cầu của chúng ta. Kế đến, chúng ta đặt mình vào vị trí của đám đông, nhưng cũng có thể xảy ra trong đời của chúng ta cũng như đám đông và ngay cả các môn đồ, là chúng ta đánh giá thấp những người xung quanh chúng ta, những người không phù hợp với cái nhìn của chúng ta, những người bị xã hội loại ra. Đó là những người vô gia cư, những người ăn xin. Chúng ta nhiều khi đứng trong đám đông, thuộc về phía đám đông, cùng một lập trường với đám đông, không nhìn đến họ, không nhìn thấy họ và không quan tâm đến họ. Trong những khoảnh khắc như thế, chúng ta hãy xem Chúa Giêsu xử thế nào và noi gương Chúa. Câu chuyện trong Phúc Âm kể lại điều này. Trước hết là Chúa Giêsu không giống đám đông. Chúa Giêsu lắng nghe tiếng kêu của anh mù Bartimê. Chúa Giêsu kêu gọi anh ta lại. Chúa Giêsu rất đồng cảm với tất cả những người bất hạnh, với những đau khổ của họ. Ngài mời họ đến, Ngài đến với họ, đáp ứng yêu cầu của họ theo đức tin của họ. Được, đức tin của anh đã chữa anh. Như thế thì chúng ta xét mình lại. Thường thì chúng ta nhìn nhiều người từ phía bên ngoài, không thấu bên trong. Chúng ta cùng nhau xin lỗi Chúa. Phần Chúa Giêsu, Ngài nhìn vào nhu cầu của những người bất hạnh, của những người mù đang ngồi ăn xin như trường hợp của Bartimê. Chúa lắng nghe tiếng kêu cầu của họ. Chúa nhìn thấy tận đáy lòng của họ đầy tin tưởng nơi Ngài, nên Chúa không thể khước từ lời kêu gọi của họ, lời kêu cầu được sáng của họ, lời kêu cầu không bị xã hội loại trừ của họ. Thưa anh chị em, trong đời của chúng ta, hàng ngày chúng ta phải đọc lại nhiều lần, suy gẫm nhiều lần, được, đức tin của anh đã chữa anh, trong Tin Mừng theo Thánh Marco. Trong câu này, ở đó chúng ta có thể thấy rằng đôi khi chúng ta giống như anh mù ngồi bên vệ đường, anh mù Bartimê, cầu xin một mảnh trái tim nhân hậu của Chúa. Và đôi khi chúng ta cũng giống như đám đông này, muốn bảo vệ chủ nhân khỏi những cử chỉ khinh thường, khỏi sự quấy rầy. Nhưng xét mình lại, chúng ta sẽ thấy hành động của Chúa Giêsu khi đối mặt với những người bất hạnh này, đối với anh mù Bartimê. Nhìn thái độ của Chúa Giêsu, cách cư xử của Chúa Giêsu, điều đó có thể biến đổi tâm hồn của chúng ta. Ước gì thánh lễ này mang lại cho chúng ta nhiều lòng tin hơn vào Chúa, như anh mù thành Jericho, anh mù Bartimê. Và với lòng tin chắc chắn, chúng ta sẽ nghe Chúa Giêsu trả lời với chúng ta: được, hãy đi, đức tin của con đã chữa con.